Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ án bu cục cầu voi Hồ Duy Hải. Thưa quý vị và các bạn, trong vài ngày vừa qua có một sự kiện quan trọng mà dư luận quần chúng rất là quan tâm, đó là phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Thì chúng ta từ vụ án này, chúng ta mới nhớ lại vụ án bu cục cầu voi, và chúng ta cùng nghiệm ra để so sánh hai vụ án này như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 54 bị cáo trong chuyến bay giải cứu này, hình thức tổ chức và cũng như trong điều hành xét xử, thì chúng ta thấy rằng trong tòa án có nhiều thay đổi mới, không như những vụ án của Hồ Duy Hải trước đây. Thứ nhất là đối chất với nhau trước tòa, thì chúng ta thấy được rằng thời gian để cho các bị cáo giải thích hoặc bào chữa cho mình, thời gian thì có rộng ra, chứ không phải như vụ án Hồ Duy Hải mà bị cáo lên trước tòa không được nói bào chữa cho bản thân mình. Hơn nữa là không có luật sư chỉ định, chỉ có phiên tòa, chỉ có là luật sư do phiên tòa chỉ định, chứ không có là luật sư của thân chủ. Nhiều vấn đề bất cập và nhiều vấn đề sai phạm nghiêm trọng của cơ quan điều tra mà phiên tòa vẫn chấp nhận, không có ý kiến gì, như là những cái hồ sơ sai phạm mà các dư luận quần chúng cũng như các luật sư luật gia đã vạch trần ra, thì quá nhiều sai phạm mà không đưa vào hồ sơ vụ án, nhất là lời khai ban đầu, giấy xác minh thời gian ngoại phạm của Hồ Duy Hải đi đám tang ông Hồ Chi, và tang chứng vật chứng thì bị hủy. Và các cơ quan điều tra lại trả lời trước tòa rằng không có thu giữ, còn cái mà thu giữ được như cái ghế thì bị đánh tráo. Mẫu máu thì lại nói rằng để hơn 4 tháng mới đi là giám định, không lấy được kết quả vì mẫu máu bị phân hủy. Toàn là những lời bao biện không thể chấp nhận được, nhưng trước tòa thì không có một người nào bảo vệ cho Hồ Duy Hải, ngay cả luật sư là bào chữa cũng không có. Thì chúng ta thấy rằng Hồ Duy Hải đã có quá nhiều thiệt thòi về quyền lợi của người công dân. Do đó hôm nay xem phiên tòa xét xử thấy được rằng tòa án hôm nay có nhiều cải cách, nhất là vụ là xét xử này có nổi lên một nhân vật mà dư luận quần chúng quan tâm nhất, đó là cụ trung tá Hoàng Văn Hưng bị buộc nhận tội là 800.000 đô la. Mà bị cáo này tự bào chữa trước tòa rất là gay cấn, và có lúc thì là quy chụp lại cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát là đã cố tình áp đặt tội cho anh ta. Tôi thấy rằng một con người được đào tạo bài bản là trong chuyên môn
về điều tra xã hội thì anh Hoàng Văn Hưng này là một người có trình độ tầm cỡ và rất bản lĩnh trong phiên tòa. Chúng ta thấy anh ta hiên ngang trả lời trước tòa rất là lưu loát và trình tự chứng cứ không có cái gì là ngượng ngạo ngập ngừng, giống như là một người thật sự là không phải là vi phạm pháp luật. Do đó là chúng ta thấy về viện kiểm sát và tòa án cũng rất là băn khoăn về vấn đề tự bào chữa của anh Hoàng Văn Hưng này. Nhiều dư luận đánh giá rằng vụ án này thì Hoàng Văn Hưng chính thức đã nhận hối lộ với số tiền là 800.000 đô la như viện kiểm sát đã kết luận. Nhưng anh quá ư là tài giỏi để là tráo trở, để đưa vào vấn đề là anh không có nhận một đồng nào của bên chị Hằng và ông Tuấn. Thì cuộc tranh luận này thật sự là nảy lửa. Và kết quả thì chúng ta thấy rằng sau khi kết luận của phiên tòa thì kết tội Hoàng Văn Hưng là chung thân, vượt hơn khả năng là định án của viện kiểm sát là 19 đến 20 năm tù, làm cho dư luận có một luồng tư tưởng suy luận trái chiều và cũng có luồng tư tưởng là thống nhất là như thế là đúng người, đúng tội và đúng hình phạt. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng nếu thực sự là một quan tòa là xử đúng theo pháp luật và đủ tính minh bạch thì khi chưa có chứng cứ xác thực thì phải căn cứ vào nguyên tắc là suy đoán vô tội, có thể là tạm đình chỉ về phần của anh Hoàng Văn Hưng này để tiếp tục điều tra trở lại. Vì anh kêu oan cho bản thân mình là anh không có nhận được một đồng tiền nào của cụ phó giám đốc công an Hà Nội và bà Hằng là giám đốc phó giám đốc công ty Blue Sky. Anh khăng khăng là không có, nhưng mà chứng cứ của tòa án đưa ra thì có hình ảnh anh có nhận một cái cặp từ ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công an Hà Nội, nhờ tài xế đem tới cho anh Hoàng Văn Hưng có video chiếu lại. Thì anh đã nhận là có nhận cái cặp của anh Tuấn đưa đến, nhưng trong cặp đó là 4 chai rượu vang chứ không có tiền. Thì thật là anh này có tài hùng biện rất giỏi, thưa quý vị và các bạn. Anh còn yêu cầu cơ quan điều tra và viện kiểm sát phải có bằng chứng cụ thể là trong cặp đó có số tiền như viện kiểm sát đã nêu, và có nhân chứng thấy số tiền đó rõ ràng thì anh mới là chịu nhận tội. Do đó anh đang thách thức viện kiểm sát và cơ quan điều tra phải đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh mới là khâm phục và nhận tội. Nhưng thực tế thì tiền nhận hối lộ thường được các đối tượng đưa nhau rất là bí mật, do đó khó có thể tìm ra được chứng cứ xác thực là số tiền, chỉ trường hợp bị gài bẫy hoặc theo dõi
thì mới có chứng cứ xác thực bằng hình ảnh được. Do đó, kết cuộc lại thì cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát đã kết luận vào những lời khai của những nhân chứng, những người đưa tiền là cô Hằng và ông Tuấn thì phù hợp với những thời điểm mà anh Tuấn đã khai. Do đó có ba người cùng khai trùng khớp với nhau, như vậy là kết luận phù hợp là anh Hoàng Văn Hưng này đã nhân số tiền đó, không thể chấp nhận là lời kêu oan và lời chối tội của mình được. Kết quả là anh Hoàng Văn Hưng được bị là xử chung thân. Thưa quý vị và các bạn, thì có những luồng tư tưởng trái chiều như bài viết của luật sư Trần Đình Dũng như sau: cựu trung tá Hoàng Văn Hưng bị buộc nhận 450.000 đô la lãnh án chung thân, nếu tố tụng hình sự như bị là đóng đinh thêm vào cái điều là tiền lệ suy đoán có tội. Chi tiết vali mà thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khi còn đương chức đưa cho trung tá Hoàng Văn Hưng khi ấy là điều tra viên, chứa 450.000 đô la, hai chứa 4 chai rượu vang, là điểm quan tâm đặc biệt của các chuyên gia pháp lý khi theo dõi vụ án này. Ông Tuấn khai trong vali chứa 450.000 đô la, còn ông Hưng vẫn khăng khăng khai trong vali chỉ có 4 chai rượu vang. Tuy có nhiều cuộc gọi giữa ông Tuấn và ông Hưng, nhưng vụ án này cơ quan điều tra không trích xuất được nội dung cuộc gọi nói gì, và chỉ trích xuất được thời gian gọi, thời lượng đàm thoại kéo dài bao lâu. Về niềm tin nội tâm, mọi người đều cho rằng bên trong không có chứa 4 chai rượu vang mà phải là mấy sắp đô la tiền. Niềm tin như thế là rất xác đáng, đúng với sự việc. Nhưng dù sao thì cơ quan công tố không đưa ra chứng cứ có tính quyết định rõ trong vali là 450.000 đô la, kiểu như ảnh chụp được ông Hưng mở vali lấy sắp đô la. Thì phía công tố lập luận theo hướng sâu chuỗi các sự kiện và tin bên trong có chứa 450.000 đô la. Các sự kiện sâu chuỗi như là thời gian nhiều lần gặp gỡ, nhờ vả trao đổi, hướng dẫn nhiều lần gặp tại, không ai biếu rượu vang mà mua vali xanh Sonai đắt tiền đến để chứa. Một trưởng phòng nghiệp vụ điều tra viên cao cấp không thể nhân ái đến mức nhiều lần gặp gỡ, hướng dẫn cho bị cáo mà chính mình đang phụ trách điều tra chỉ để nhận 4 chai rượu vang, khi nhận ra đường đứng đợi nôn nóng. Tòa án đã đồng ý với lập luận của phía công tố và buộc cụ trung tá Hoàng Văn Hưng có nhận 450.000 đô la. Pháp luật luôn nhắc nhở bằng các quy định để người tiến hành tố tụng, đặc biệt là các thẩm phán, không được suy đoán có tội mà là phải suy đoán vô tội. Bởi suy đoán có tội có khi xử oan người vô tội. Tôi thử ví dụ là trong trường hợp, nhưng là khó tin trong thực tế nó xảy ra. Nếu ông Tuấn lúc đầu thỏa thuận chuyển cho ông Hưng 450.000 đô la, nhưng nỗi lòng tham đã tráo vào đó 4 chai rượu vang thì sao? Nếu nó xảy ra thật thì có oan cho ông Hưng không? Ví dụ như vậy chỉ để nhằm nói rõ hơn tính nguy hại của suy đoán có tội. Còn nguyên tắc suy đoán vô tội quy định cụ thể tại Điều 13 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
Điều 13 là suy đoán vô tội. Khi không đủ chứng cứ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định, thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội là không có tội. Như vậy, khi không làm sáng tỏ được trong vali có 450.000 đô la hay chỉ là 4 chai rượu vang, thì buộc phải suy đoán bên trong có 4 chai rượu vang. Bởi suy đoán bên trong có 450.000 đô la là suy đoán có tội, trái với quy định tại điều 13 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Cụ trung tá Hoàng Văn Hưng lãnh án chung thân, thực ra cũng không ai thương tiếc gì. Nhưng những người làm công tác liên quan đến tố tụng hình sự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào bộ mặt tố tụng hình sự nước nhà. Nên tố tụng hình sự như bị đóng đinh thêm một tiền lệ là tiền lệ suy đoán có tội. Tiền lệ suy đoán có tội nó sẽ gây băng hoại đối với hoạt động tố tụng hình sự ở nước nhà. Một khi các điều luật của Bộ Tố tụng Hình sự không được tuân thủ triệt để, án xử nhắm vào kết quả kết tội cho một người mà về niềm tin ai ai cũng biết là có tội mà không xử theo nguyên tắc tố tụng, thì bộ luật này còn ý nghĩa cao cả bảo vệ công lý nữa hay không? Những minh định tại điều 2 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 là không làm quan người vô tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân còn có giá trị gì nữa hay không? Đó là ý kiến của luật sư Trần Định Dũng. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ án này chúng ta lại so sánh với vụ án Bưu Cục Cầu Voi, thì chúng ta thấy rằng vụ án Bưu Cục Cầu Voi cũng như thế, vì là không có một cái căn cứ nào, không có một tang chứng vật chứng là hữu hình nào là để kết tội cho Hồ Duy Hải, mà nếu có thì những cái đó cũng bị cơ quan điều tra đánh tráo như là cái ghế thu giữ ở hiện trường thì cũng bị đánh tráo mà bị là bà Lê Thị Nga phát hiện. Và mẫu máu thì lại trả lời bao biện là để hơn 4 tháng mới đi đem đi giám định. Những điều bao biện vô lý này, tại sao các người bảo vệ quyền dân chủ của người dân ở đâu không thấy lên tiếng? Vì cơ quan điều tra thu mẫu máu thì phải đem đi giám định liền, chứ tại sao nói là để hơn 4 tháng mới là đem đi giám định? Đây là một điều vô lý và không thể chấp nhận được. Nhưng mà vẫn đưa ra trước tòa, ngụy biện nói ra những điều như thế thì thật là bức xúc cho nhiều người làm công tác truy tố xét xử. Và những lời khai là thì quy định của pháp luật không dùng lời khai để kết tội bị cáo, vì lời khai chưa có khách quan, có thể lời khai sẽ bị móm cung hoặc ép cung của cơ quan điều tra. Những lời khai chỉ căn cứ vào lời khai để truy tìm ra những vật chứng cụ thể, vật chứng gây án và những nhân chứng đã thấy được hung thủ, phát hiện được hung thủ, kết hợp lời khai đó để tìm ra những là chứng cứ khoa học, những chứng cứ thực tế mà không thể nào chối cãi được. Còn nếu mà căn cứ vào lời khai không thì không khách quan. Do đó luật pháp có quy định không
thể chỉ có căn dùng căn cứ và 25 lời khai của Hồ Duy Hải mà kết tòa được. Nhưng giữa phiên tòa thì ông chủ tọa phiên tòa là không phải căn cứ vào 25 lời khai không, mà căn cứ vào lời khai kết hợp với hiện trường là rất phù hợp, cho nên là kết luận là Hồ Duy Hải là hung thủ. Thưa quý vị và các bạn, những điều này càng vô lý thêm, tại vì các điều tra viên là những người là đã đến hiện trường chụp ảnh, lưu lại hình ảnh, thì những hình ảnh này là để cho các cơ quan điều tra, các điều tra viên này móm cung ép Hồ Duy Hải phải khai theo đúng hiện trường. Ông chủ tọa phiên tòa còn nói nếu mà không vào bưu điện Cầu Voi thì làm sao biết cái giường có cái niệm bông, có con gấu bông, có cái gối thế này thế khác. Đó là những điều này là Hồ Duy Hải hoàn toàn không biết, vì Hồ Duy Hải đâu có đến bưu cục Cầu Voi đâu mà biết. Nhưng do các cơ quan điều tra ép cung, móm cung, bắt Hồ Duy Hải phải khai như thế cho nó phù hợp với lời khai. Như vậy chúng ta thấy rằng vụ án Hồ Duy Hải này rất nhiều là sai phạm trong điều tra và tố tụng. Cho nên thời gian vừa qua không thể nào là đưa ra để thi hành án được đối với Hồ Duy Hải. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng như là Ủy ban Tư pháp Quốc hội bà Lê Thị Nga vẫn là bảo lưu những là biên bản, những báo cáo đã gửi lên các cơ quan chức năng và bắt buộc rằng hội đồng thẩm phán phải có một phiên họp xét xử để xem xét lại vụ án bưu cục Cầu Voi này. Và không lâu nữa, thưa quý vị và các bạn, theo những thông tin mà các nhà am hiểu về pháp luật và cũng như những người đã nằm trong cơ quan luật pháp đã có thể tiết lộ cho chúng ta biết rằng khoảng tháng 8 hoặc tháng 10 tới đây có một phiên họp Quốc hội và vụ án Hồ Duy Hải sẽ được đem ra giải quyết thấu tình đạt lý và dứt điểm vụ án Hồ Duy Hải. Thưa quý vị và các bạn, tất nhiên là cuối năm nay nếu như dự đoán của các nhà am hiểu pháp luật thì có thể rằng cuối năm nay Hồ Duy Hải sẽ được trả tự do với một phiên họp của hội đồng thẩm phán cùng có các ban ngành chức năng và có ban cải cách tư pháp và cùng với trưởng ban cải cách tư pháp chủ tịch nước tham gia để xem xét vụ án của Hồ Duy Hải. Thì nếu và hội đồng thẩm phán chấp nhận những sai phạm mà theo Viện Kiểm sát đã nêu cũng như là báo cáo của Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì phải hủy quyết định 05 và cho điều tra lại, đồng thời căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội là không có chứng cứ xác thực, không có chứng cứ khoa học để kết tội Hồ Duy Hải thì phải căn cứ vào suy đoán vô tội trả tự do cho Hồ Duy Hải. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin vui. Thật sự nếu xảy ra như vậy thì Hồ Duy Hải cuối năm nay sẽ được về ăn Tết cùng với gia đình. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ của chương trình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành và quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị và các bạn lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.